Các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở sân vận động Thiên Trường của thành phố Nam Định. Trước mặt chúng ta là trận đấu tại vòng 10 của giải đấu vô địch quốc gia Nai Vô Quy Lịch 2023. Cuộc đấu sức giữa Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu đã được bắt đầu. Vòng 10 của Nai Vô Quy Lịch 2023 đã diễn ra với các trận đấu sớm giữa Tân Vận Bình Định gặp Hải Phòng và Công an Hà Nội gặp Khánh Hòa. Đó đều là những trận đấu kết thúc với các tỷ số hòa. Cả hai đội đều đã thắng 3 trận trong chặng đường đá qua của mùa giải. Thép Xanh Nam Định có nhiều hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một trận hòa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội ghi bàn nhiều hơn so với Thép Xanh Nam Định. Nguy hiểm! Một cơ hội bị bỏ lỡ. Cú vung chân ở cự ly chỉ khoảng 10m. Thực ra thì phong độ trên sân khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này là khá ổn. Họ mới chỉ để thua đúng một trận trên sân của Thanh Hóa mà thôi. Nguy hiểm! Không được. Cú dứt điểm là của Bùi Văn Đức. Đường chuyền của Trung Học. Đây là Bùi Văn Đức. Góc trái của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Qua người. Đột phá quyết tâm. Quả penalty. Tình huống đột phá có thể nói là mang tính đột biến cao của Bùi Văn Đức đã tạo ra sự khác biệt. Đó là sự phản công của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bây giờ là lúc mà họ có cơ hội để mở điểm, để tạo ra được sự khác biệt so với những phút trước đó bằng một cơ hội trên chấm phạt đền. Chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc mà Bùi Văn Đức đã bứt đi. Đó là cơ hội được dành cho Trung Học. Người ở đầu trận đã sút bóng ở cự ly 10m đúng vào vị trí của Nguyên Mạnh. Còn bây giờ tỷ số là 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú đá vào giữa khung thành và tỷ số được mở cho đội khách áo đỏ. Nên nhớ rằng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã luôn gặp khó khăn khi chơi trên sân Thiên Trường của Nam Định nhiều năm qua. Và đây là lúc mà họ có cơ hội để thay đổi lịch sử. Paulo Pinto, đường chuyền là của Nguyễn Văn Đức. Quảng Nam. Chân phải. Không được. Bùi Văn Đức một lần nữa qua mặt khi có được bóng chếch bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Khá nguy hiểm. Cú đá góc hẹp và một lần nữa Dương Quang Tuấn lại làm tròn nhiệm vụ của mình. Nguyễn Phong Hồng Duy. Henrio. Ôi, không được. Cú đá là của Vinicius. Chắc chắn là sau một loạt những trận đấu, hai trận đấu liên tiếp thủng lưới tới 5 bàn thì đây là lúc mà Nguyễn tỷ số được cân bằng 1-0. Chúng ta vừa mới nói đến chất lượng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được cải thiện ra sao trong những phút đã qua. 75 phút thi đấu họ giữ được sạch lưới. Nhưng đến tình huống vừa rồi thì lưới của thủ môn Dương Quang Tuấn cũng đã bị rung lên. Bàn thua thứ 6 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau 3 trận liên tiếp. Như vậy là trận đấu trên sân Thiên Trường giữa Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.